Cũng trong ngày 27 tháng 7, Ủy ban châu Âu EC và Phòng Thương mại Trung Quốc cho biết đã đạt được thỏa thuận nhằm giải quyết những tranh chấp liên quan đến sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời. Trong tuyên bố gửi báo giới, Ủy viên Thương mại của Liên minh châu Âu EC Karel De Gucht cho biết hai bên đã cùng đi đến một giải pháp đối với những tranh cãi xung quanh việc Trung Quốc bán phá giá sản phẩm tấm pin năng lượng mặt trời tại thị trường châu Âu. Theo đó, mức giá mới mà các nhà sản xuất Trung Quốc đưa ra là hợp lý, giúp xóa bỏ tình trạng bán phá giá, đồng thời bảo đảm nguồn cung ổn định, tạo ra sự cân bằng mới cho thị trường pin năng lượng mặt trời của EU. Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc hoan nghênh thỏa thuận mới, đánh giá quyết định trên cho thấy thái độ linh hoạt và thực tế từ cả hai bên cũng như sự sáng suốt trong giải quyết vấn đề. Hiện chi tiết cụ thể về thỏa thuận vẫn chưa được công bố do vẫn cần chờ quyết định thông qua chính thức từ các thành viên EU.